chào tất cả mọi người. Mình là Hoàng Bảo Ngọc, học sinh lớp 11 của trường Trung học phổ thông Sơn Tây. Tiếng Anh là môn học mình thích nhất. Mục tiêu của mình là đạt từ 6.5 đến 7.IELTS để có một chứng chỉ tiếng Anh thì công việc sẽ thuận lợi hơn. Ngoài việc học trên lớp thì mình còn đi học thêm để có thêm nhiều kiến thức phục vụ cho việc luyện thi. Giao tiếp thì mình tự học thôi, nhưng mà phải nói thật là tìm tài liệu rất là khó. Trên mạng thì cũng nhiều đấy, nhưng mà không một cái nào thực sự hoàn toàn phù hợp với mình cả. Bởi vì mình tự đánh giá bản thân là mình nói được và có phản xạ tiếng Anh được, từ vựng cũng biết kha khá, nhưng mà về kỹ năng nghe và phát âm thì chưa được ổn lắm. Nhất là những cặp âm tương tự nhau ấy, khó lắm. Mình đã theo dõi trên Facebook từ rất là lâu và mình rất là muốn tham gia một khóa giao tiếp, nhưng mà mình chưa có điều kiện bởi vì mình ở ngoại thành, còn trung tâm thì lại ở trong nội thành. Thế nên là khi thấy thông báo trung tâm ra sách bánh mì chuyển ngữ thì mình rất là mừng và mình quyết định là mua luôn. Sách ra cũng rất là nhanh các bạn ạ. Mình đặt sách xong có 1-2 ngày là sách đã đến nơi rồi. Và đây chính là quyển bánh mì chuyển ngữ. Bánh mì chuyển ngữ là tên một món bảo bối của Doraemon ấy, mà mình thì mình rất là thích Doraemon các bạn ạ. Quyển này cứ như là viết riêng cho mình ấy các bạn ạ. Hướng dẫn thì rất là chi tiết. Mấy cái lời sách ở đầu ấy cứ kiểu bạn bè nói chuyện với nhau ấy, thích á. Nhưng mà không phải kiểu lý thuyết đâu, mà dễ hiểu cực. Mà từ ngữ thì cũng dễ thương. Sách thì vẽ đẹp nữa, nhiều hình đẹp lắm. Đây này, rất là đầu tư về phần hình ảnh, điểm cộng luôn. Mà quyển này ấy thì là có app ở trên điện thoại ấy, thì ở trong cái app này sẽ có audio với cả video của thầy Bo. Thầy Bo là ai? Thầy Bo chính là tác giả của cái hệ thống pronunciation workshop này. Đây chính là thầy Bo, thì thầy quay video và bọn mình học cái video ấy ở trong app luôn, để mình mở cho các bạn xem nhá. Giao diện app thì sẽ như thế này. Chúng mình sẽ đăng nhập vào. Ở đây mình đã viết tài khoản số điện thoại này với cả mật khẩu rồi. Bây giờ đăng nhập này. Đấy, đăng nhập này, xong rồi tiếp tục bắt đầu. Cái bộ sách này ấy thì sẽ có rất nhiều quyển, và đây mới chỉ là quyển đầu tiên, là quyển ngữ âm thôi. Sẽ còn nhiều quyển nữa, xong rồi sẽ có các quyển đây để mình chọn này. Thì bây giờ mình chỉ chọn quyển ngữ âm thôi. Chọn quyển ngữ âm thôi nhá. Bắt đầu. Đây, mình sẽ mở một video bài 1 đây. Bài 1 là hướng dẫn cặp âm y ngắn và y dài đấy. Ở trong này thì các câu ví dụ cũng rất là hay và rất là ngộ nghĩnh, để mình mở cho các bạn xem. Ví dụ như từ scar với cả score này, thì mấy câu ví dụ này cũng hay lắm, kiểu nó là hai câu giống nhau hoàn toàn ấy, mà chỉ khác cái từ được lấy để mình học thôi. Ví dụ nhá, scar này là vết sẹo đúng không, thì cái câu ví dụ sẽ là he has a bad scar. Thế còn ở bên ví dụ của từ score ấy, thì lại là cũng thế này, he has a bad score. Đấy, nghĩa là nó giống nhau, chỉ khác cái từ mà mình cần học thôi ấy, để cho mình nhận ra dễ dàng ấy. Cái này là hay đấy, mình đánh giá cao. Ví dụ này thì nó vừa ngộ nghĩnh này, mà nó lại còn đơn giản và đủ để mình có thể nghe và mình tập trung được vào cái cặp âm mà mình cần học ấy. Và trong quyển sách này ấy thì mình đặc biệt thích một cái phương pháp có tên là phương pháp shadowing bóng ma ấy, bóng ấy. Đấy, đây này. Thì có nghĩa là nghe xong thì mình nói theo luôn. Thì cách này rất là phù hợp với mình. Mình cảm thấy thế, bởi vì nó giống kiểu nghe nhạc xong rồi hát theo ấy. Ngoài cái phát âm ấy thì học theo kiểu này này, thì mình có thể học được luôn cái ngữ điệu với cả cái cách ngắt nghỉ của người ta luôn. Mình cũng mới học đến bài 4. Mình cảm thấy là về phần thứ nhất là phần nghe nhận diện âm ấy thì cũng đã cải thiện rồi, và giọng nói của mình nghe cũng rất là hay hơn và tự nhiên hơn. Thế nên là có bánh mì chuyển ngữ, có quyển này này, đúng là học tiếng Anh dễ như ăn bánh luôn các bạn.